Vụ này chị không biết. Ôi hết bạn. Ai đó chưa? Đây em cầm cho. Đây dắt cho chị. Được không? Để dắt cho. Dắt cho chị Loan đi em. Để dắt cho chị. Mày quay tao đi nè. Không dễ thương rồi mày không quay. Dạ. Quay cô cái đi. Dạ. Đây cô nhìn qua đây cô. Đây. Quay lại dễ thương rồi mày quay tao. Thôi. Đây đây chứ đừng quay. Lên cho chồng ra nó chạy bà ơi bà cắn tôi đồ. Thôi sao rồi. Sao rồi. Vậy thôi nha con. Cái cô chú hồi nãy cho chị ớt đấy, cô chú đấy là hồi xưa biết bác Nam rồi, từ Cần Rượt Long An lên. Ôi quay đâu nè trời, quay giùm nè trời, quay vô điện thoại nó. Ông nội ơi. Quá trời tào lao thiệt. Trước bây giờ. Chị Loan cũng về. Bye bye chị. Bye bye chị Loan à. Trời chị quay giùm mình gái nè. Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha. Thì hiện tại bây giờ là chị Loan cũng vừa qua bên quán chị Bùm Bùm về nha cô chú. Thì một lát nữa là em cũng sẽ là qua bên cái quán Bùm Bùm của chị Loan để quay chia sẻ đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn thương chị Loan được xem nha. Đó cô chú, thì hiện tại bây giờ là em cũng đang có mặt tại quán hủ tiếu Bờ Viên của chị Bùm Bùm. Thì buổi trưa ngày hôm nay là chủ nhật, khách đến rất là đông nha cô chú. Đó thì vừa rồi là chị Hồng Loan cũng có là ghé qua bên cái quán của chị Bùm Bùm để ăn hủ tiếu ủng hộ cho chị Bùm Bùm nha cô chú. Đó thì hiện tại bây giờ là khách đến nồm nọp luôn cô chú anh chị. Hôm nay là ngày 4 tháng 8 là ngày sinh nhật của anh ca sĩ Nguyên Vũ nha cô chú. Thì vừa rồi là chị Bùm Bùm cũng có là chia sẻ nói rằng là anh ca sĩ Nguyên Vũ cũng có là đặt 100 phần hủ tiếu Bảo Viên để mời cho các anh em YouTube và các anh chị đến ăn nha cô chú. Đó, thì hôm nay là ngày chủ nhật rất là đông luôn. Bây giờ phía trước kia là cái dãy đỡ xe nha cô chú. Đó, xe rất là đông. Hôm nay thì cũng có các cô chú ở xa nhưng mà cũng đặt ở trên mạng đó cô chú anh chị, đặt vào cái số điện thoại của chị Bùm Bùm. Thì chị Bùm Bùm cũng nói rằng là hôm nay là không có thể nào mà đi giao được cô chú, tại vì là rất là nhiều bà con đến ăn ủng hộ cho chị Bùm Bùm vào cái ngày chủ nhật này, với lại là anh ca sĩ Nguyên Vũ thì cũng có là đặt 100 phần rồi, cho nên là vợ chồng chị Bùm Bùm cũng tập trung vào cái quán hủ tiếu này nhà để bán cho khách là buổi chủ nhật ngày hôm nay nha cô chú. Còn ngày mai là các cô chú anh chị đặt thì chị Bùm Bùm là sẽ đem giao nha cô chú. Đó, phía trước thì ông ngoại thì hôm qua cũng có là chia sẻ cái món gia truyền làm là bò viên nha cô chú. Đó là cái bò viên của cái quán hủ tiếu của chị Bùm Bùm, thì phải nói rằng là làm rất là ngon luôn nha cô chú anh chị. Các cô chú anh chị ở xa ở gần là cũng đến ăn ủng hộ rất là nhiều nha cô chú. Đó thì hiện tại bây giờ là ngồi rất là đông luôn cô chú. Đó thì vợ chồng của chị Bùm Bùm là buổi sáng hôm nay là cũng chạy bàn là vã mồ hôi luôn đó cô chú anh chị. Anh Phương là người thu tiền nha cô chú. Cô chú anh chị và các bạn xem video cho em xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ nha cô chú. Rất là vui luôn cô chú anh chị khi mà chị Hồng Loan và chị Bùm Bùm này và anh Thành Mỹ này thì cũng trên cái con đường là bước tiến là làm ăn đỡ phát triển nha cô chú, để kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình, thì cũng được bà con đến mua ủng hộ rất là nhiều. Đó, chị Bùm Bùm cô chú, chị Bùm Bùm chị bàn mà đổ mồ hôi luôn cô chú anh chị. Thì hôm nay là ngày 4 tháng 8 nha cô chú. Đó thì chị Bùm Bùm mới có khai trương hôm nay nữa là được có 4 ngày thôi cô chú anh chị.
nhưng mà phải nói rằng cô chú là rất là đông bà con đến ủng hộ cây quán hủ tiếu của vợ chồng chị Bùm Bơm thì cũng rất là vui luôn. Mấy anh em của tụi em cũng rất là vui luôn cô chú anh chị. Vui ở đây là tụi em quay cây quán của chị Bùm Bơm thì thấy quán chị Bùm Bơm buôn bán đồ đắt ra cô chú, được tất cả mọi người yêu thương thì mấy anh em của tụi em cũng rất là vui luôn. Ở bên trong thì dì ruột của chị Bùm Bơm là đứng bán nha cô chú, làm liên tục là đổ mồ hôi luôn của chính trị. Là dì ruột của chị Bùm Bơm á, là ngày hôm qua là ông ngoại cũng có chia sẻ rồi cô chú, là dì của chị Bùm Bơm là cũng có kinh nghiệm bán hủ tiếu ở Viên là cũng rất là lâu đời rồi cô chú anh chị. Chẳng những là một cái quán hủ tiếu ở đường Phan Đăng Lưu, phường Nhất, quận Phú Nhuận này, nhưng mà ở trên quận Nhất thì cũng có nha cô chú anh chị. Chị Bùm Bơm ơi cô chú. Cô chú mình sống ăn ở hiền lành, sống không có tham lam thì bà con tìm đến nơi để ủng hộ nha cô chú anh chị, rất là vui luôn. Thì em cũng thường xuyên để cập nhật những cái video mới nhất về cái quán hủ tiếu của chị Bùm Bơm để gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn gần xa yêu thương chị Bùm Bơm và chị Hồng Loan được biết nha cô chú. Thì chị Bùm Bơm là sáng là cũng tranh thủ đến sớm nha cô chú anh chị. Đó, nước lèo bây giờ là hết rồi cô chú, hết nước lèo luôn, chắc nồi luôn cô chú anh chị. Rất là vui luôn cô chú. Hiện giờ là 9 giờ hơn rồi cô chú anh chị, mà nước lèo thì cũng đã hết rồi. Đó. Đông lắm nha cô chú. Buổi sáng hôm nay thì chủ nhật á, bà con cũng nghỉ làm việc cô chú, cho nên là cũng đến rất là sớm luôn. Hồi sáng thì em đến đây khoảng 6 giờ rưỡi thì cũng có bà con là cũng đến ăn rồi cô chú anh chị. Ngày hôm nay là ngày đặc biệt của anh ca sĩ Nguyên Vũ nữa cô chú, là ngày sinh nhật. Rất là vui luôn. Anh ca sĩ Nguyên Vũ thì sống rất là vui vẻ và hòa đồng. Đó, một người ca sĩ hát rất là hay và có tâm có đức nha cô chú, cho nên á là được mọi người yêu thương rất là nhiều. Đó, buổi sáng ngày hôm nay thì em cũng có quay một cái video chia sẻ nói về cái ngày sinh nhật của anh ca sĩ Nguyên Vũ á, là cũng có rất là đông những cô chú khán giả cũng vào comment nói rằng là anh ca sĩ Nguyên Vũ là mãi đỉnh nha cô chú. Đó, ai cũng yêu thương hết cô chú anh chị.